Sáng nay ngày 8 tháng 8, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Tổng thư ký Lê Hoài Anh và huấn luyện viên Mai Đức Chung đã cùng thống nhất ký gia hạn hợp đồng chức danh huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh cho biết, bản hợp đồng mới được ký từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến 31 tháng 12 năm 2023, với nhiệm vụ trọng tâm của huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung là tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ quốc gia tham dự vòng chung kết bóng đá nữ World Cup 2023 dự kiến diễn ra tại Australia và New Zealand vào tháng 8 năm sau. Về phần mình, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cũng đã có những chia sẻ sau buổi lễ ký kết gia hạn hợp đồng. Cái bản hợp đồng của tôi là tiếp tục sang năm sau, hết năm sau, tức là hết năm 2023, tiếp tục thêm một năm nữa. Thế còn năm nay tôi vẫn tiếp tục giữ cái hợp đồng của năm nay. Thì đấy là một cái mà bản thân tôi cũng hết sức phấn khởi. Và đây là cái nhiệm vụ tôi nghĩ rất là nặng nề đối với tôi cũng như đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam chúng tôi. Tại vì trong năm tới 2023 này có rất nhiều cái nhiệm vụ của đội tuyển nữ. Và trong khi đó thì là như các anh đã biết đấy, trong cái khu vực này nhiều nước người ta đã bắt đầu người ta đầu tư đấy, và rất là mạnh mẽ cho bóng đá nữ. Tại vì bóng đá nữ dù sao cũng là cái tiếp xúc để mà giữ cái World Cup nhiều hơn bóng đá nam. Thí dụ như Philippines, rõ ràng là như vậy. Người ta cũng là đầu tư cho mạnh mẽ rất là nhiều cho bóng đá nữ. Có nhiều cách cái đầu tư, mà tôi nghĩ cái đầu tư đấy là một cái cách, nhưng mà cái cách đấy thì nó không lâu dài. Đấy, tức là lấy tất cả những vận động viên của Philippines ở các nước về thi đấu. Đấy là một cái hình thức là xây nhà từ nóc. Thế mà chúng ta thì lại làm khác, chúng ta phải có cái đào tạo trẻ từ trong nước. Ví dụ như là chúng ta cũng học tập với bóng đá nữ của Nhật Bản, của Hàn Quốc, của Trung Quốc v.v. của khu vực Đông Á, thì chúng ta cũng phải làm cách như đấy. Đấy là một cách lâu dài. Thế và chúng ta chỉ lấy những vận động viên ở nước ngoài về thì có thể nó cái mặt nổi thôi, nhưng mà về mặt lâu dài chúng ta cũng chưa bền vững. Trong khi đó, về kế hoạch tập luyện của đội tuyển nữ quốc gia trong thời gian tới, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cho biết. Trong năm nay thì sau cái lượt trận AFF Cup vừa rồi thì là tất cả các cái vận động viên sẽ về câu lạc bộ thi đấu giải, như các anh đã biết rồi, lễ bốc thăm ngày hôm nay, rồi là có cái đại hội thể dục thể thao nữa. Thì từ nay đến cuối năm thì sẽ dự những cái giải trong nước. Và nhưng mà để chuẩn bị cho năm sau thì là tôi cũng đề xuất với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì sẽ tập trung cái số vận động viên trẻ của tất cả các câu lạc bộ để chúng tôi mà có những cái chiều hướng phát triển tốt, và có thể là sẽ lên tập trung đội tuyển nữ để chúng tôi sẽ đào tạo trong 2 tuần về cái kỹ năng chơi bóng cũng như về cái xử lý kỹ thuật vân vân, để cho các bạn dần dần các bạn ấy tiếp thu được nhanh hơn nữa cho khi lên đội tuyển quốc gia. Đấy là một cái từ nay đến cuối năm. Xong sang năm sau thì chúng tôi có nhiều nhiệm vụ lắm. Đấy, cũng là ASEAN này, cũng là SEA Games, và đặc biệt là quan trọng là giữ cái World Cup tại Úc và New Zealand. Đấy là một cái mà chúng ta tiếp tục. Ngoài ra là còn những cái giải trong nước nữa. Thì đấy là cái kế hoạch sang năm của chúng tôi. Và chúng tôi vừa qua cũng đã bàn thảo cái kế hoạch rồi. Thế nhưng mà đến bây giờ thì chưa chắc chắn. Tại vì cái này còn phụ thuộc vào tất cả các cái đất nước người ta tham cái dự giải, người ta đầu tư và người ta đưa ra một cái lịch trình cụ thể thì chúng ta mới theo được.